Rồi, xin chào tất cả các bạn. Đây là clip test sản phẩm của cửa hàng chuyên cần .com. Hôm nay mình làm clip theo yêu cầu của bạn Quốc trên Zalo ha. Bạn có nhờ mình làm một cái clip test những cái đầu máy cắt cỏ mà có thể lắp vào cái bình xịt. Hôm nay mình xin giới thiệu sơ qua 3 mẫu. Một là của thằng Cao Diếp. Cái model này là SRM2501D. Đường kính bê tông nó cũng khoảng là 33mm. Mẫu thứ hai là Mitsubishi TL 26, đường kính bê tông nó là 32mm. Mẫu thứ ba là Maruyama MB2003, nên đường kính bê tông của thằng này cũng cỡ 32 ly. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động qua từng cái một cho các bạn xem thử. Tất cả các máy mình xuất bán đi mình đều kiểm tra qua một lần, vệ sinh xong hết rồi. Khi mà giao mình kiểm tra lại một lần nữa, các bạn làm đúng thao tác giật là nổ thôi. Thì máy nào cũng vậy, lúc máy nguội thì mình phải đóng le gió, bơm xăng phụ lên, đóng le gạt cần lên nè. Rồi bơm xăng, cái bình xăng ngang thì cái bơm xăng nó nằm dưới đây đây. Còn cái mẫu này thì cái bơm xăng nó nằm ở dưới cái bình lớn. Rồi vô test nhiều cái cùng lúc nên mình đã làm nhanh, mình đã đóng le bơm xăng lên hết rồi, mình bỏ qua cái bước này nha. Giờ mình chỉ mở le khởi động và giật thôi. Đầu tiên là cái mẫu cao dít 2501D. Giật là nhạy, giật nhẹ là nổ thôi. Ga tay chạy còn rất là êm, tiếng chạy rất là ấm nha các bạn. Nói về cái này, nếu mình muốn lắp vào bình xịt đó thì các bạn cần phải chêm thêm hai miếng lông đền với cái bố này để cho cái bố nó cao bằng cái mặt chén của bên bơm bình xịt. Còn hai loại này thì không cần, tại vì cái bố nó ra đều rồi. Còn cái tại vì cái bố này nằm hay hụt bên trong nên nếu mình lắp bình xịt thì mình phải chêm thêm hai miếng lông đền nữa. Rồi xong một cây. Còn đây là cây tên là 23 của Mitsubishi. Cách khởi động cũng vậy thôi, mình đã đóng le bên xăng rồi, bây giờ mình mở le giật là nổ. Gà đăng ti nó hơi nhỏ để mình chỉnh lên một tí. Bây giờ mình tắt khởi động lại cho các bạn xem. Các bạn thấy không, nó lên ga rất là bốc, từ ga nhỏ tới ga lớn, từ ga lớn xuống ga nhỏ đều chạy rất là mượt mà, không có bị tắt máy nghe. Tiếp theo là cái đầu Maruyama MB2003, cái này mình đã tháo cái lắp ra sẵn rồi, ốp cái bố, cái bắp chuối rồi để bảo vệ cái bố nó. Để mình giật khởi động đó. Tất cả chạy ga đăng ti đều còn rất tốt nha các bạn.
đang đi rất là đều, nổ rất là đều. Bui ra tắt cho nhanh á, tại một tay mình mới cầm cái phone mà mình không có chập hay cái sợi dây này vào được. Rồi. Đây là mình review làm cái clip test qua ba cái máy này nhanh cho các bạn xem cũng như là bạn Quốc nha. Về dòng máy nào thì nó cũng có ưu điểm riêng của nó, tùy khách hàng người thích dùng hiệu này, người thích dùng hiệu kia. Nào mình cảm thấy tin tưởng an tâm thì mình sử dụng nó thôi. Tất cả các máy mình kiểm tra được rất là kỹ, kỹ cái đăng ti tốt, lên ca lớn ca nhỏ bình thường, từ ca lớn xuống ca nhỏ nó không bị tụt hơi và tắt. Ngoài sau này là cái mẫu tên là 26 thì nó cái piston nó là 33mm, nó lớn hơn cái hàng 23 này là 1 ly. Rồi clip review nhanh cái sản phẩm của mình tới đây là hết. Các bạn có thắc mắc gì cứ việc inbox hoặc gọi điện trực tiếp cho mình qua số Zalo là 0976450089. Rồi xin chào tất cả các bạn nha.